Chào anh em, ID bây giờ không phải là hot nhưng late game vẫn có thể gánh được. Đó là lý do các bạn vẫn tin dùng và săn trang phục xịn sò của nàng này. Vậy lựa chọn Blackpink thì nên lựa chọn skin ở đây. Trang phục Bích Hải Thánh Nữ 3S. Một thời nhiều anh em than là khực nè, rồi là di chuyển nặng, chém khó. Nhưng theo cảm nhận hiện tại của TNG nhá, đa số anh em hiện tại mà chê ấy, là một, anh em không có skin này. Thứ hai, các bạn chưa muốn mượt tay ID thôi. Anh em cũng tin ư, vào game test đi, bây giờ mượt lắm rồi. Đây nhá, TNG có chơi có clip highlight cho anh em, có anh em lại bảo là TNG không có skin 3F mà lại chém gió xuống. Bích Hải thực sự rất là tuyệt vời khi được gà gián đã tối ưu lại, không chỗ nào để chê luôn. Về độ mượt và ảo diệu nhá, như cũng chém nội tại nè, rồi là quăng chưa một cực ảo, bỏ xa bộ trang phục khác của ID như là bạch kimono, chỉ 2S ư, không thể sánh bằng được. Và nếu bạn không đủ tài chính săn Bích Hải ư, không sao, dùng tạm bạch kimono đi, vì hiệu ứng màu vàng rất đẹp nè, độ mượt khi lướt nha, không hề tệ, chỉ đứng sau ID Bích Hải thôi. Còn nếu vẽ bùa tuyệt sắc, bạch kimono ấy, nó ra khó quá, thì các bạn hãy chơi ID kimono nhá, rất ổn áp. Một phần ấy, skin lâu năm rồi, đa phần anh em nào đều có. Thêm nữa nhá, lướt chiêu hay, chém nội tại, rất mượt và nhẹ hơn cả bạch kimono cơ. Nhưng không được đẹp và sang bằng vì skin này đã mắc từ lâu rồi. Nếu nhân phẩm kém và kinh tế yếu ấy, muốn làm một best ID thì chơi tạm ID kimono nhá, vẫn rất gì và này nọ đó. Bạn thích skin nào của ID, hãy comment chia sẻ ngay nào và cùng TNG và anh em trận đấu thực chiến nào. Shop của TNG có trang phục 3F ID Bích Hải không? Có luôn bạn ơi. ID Bích Hải tỷ lệ thắng 100%, giá mềm như bún luôn. ID Bích Hải thánh nữ của bạn đấy nhá. Muốn tìm trang phục gì, comment dưới video đi. Sắm trang phục và tài khoản siêu rẻ trên tngshop.vn các bạn ơi. Sẽ là một trận đấu gửi tới cho anh em, đặc biệt anh em yêu thích và yêu cầu TNG chơi vị tướng ID này. Thực sự hơi lâu rồi nhở. Cảm ơn anh em đã comment, ủng hộ và góp ý cho TNG nhá. Góc trái mình ấy, đây sẽ cái lối trang bị và bảng ngọc mà TNG muốn test và gửi tới cho anh em trong trận đấu này nhá. Và các bạn biết đó, kênh trải game ấy, những clip ở buổi chiều sẽ là những clip giao lưu, chia sẻ và đúng vậy, chúng ta cùng đặt câu hỏi và giao lưu với nhau. Và đồng thời TNG cảm ơn anh em đã tin tưởng tngshop.vn. Anh em muốn tìm tài khoản hoặc là nick hay là cái gì độc lạ quý hiếm ở trên Liên Quân ấy thì comment dưới video, TNG tìm cho. Shop uy tín nhiệt tình, ok, cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Còn nếu các bạn gặp bất kỳ sự cố trên shop, yên tâm sẽ được hoàn tiền 100%. Nhân viên mà phục vụ chưa tốt cho anh em ấy, cứ nhắn tin cho Trảm Game nhá. Thanh niên Zuka này lợi dụng của cấp độ 4 anh em ạ. Tưởng là nó thấp máu nó lại chạy, ai dè thanh niên nghĩ rằng bản thân mình lên 4 ấy có thể ăn được ID sao? Một quả chứ cuối thôi anh em ạ. Ao ngay. Ad ơi, Tachi mùa này nên đi đâu? Và nếu được, Ad có thể làm một clip về Tachi không? Chắc là có duyên thì sẽ chơi Tachi. Thực sự thì bây giờ TNG thích cầm Tachi, đó chính là đi đường tà thần nè và đi rừng nha anh em nhé. Và nghe nói là sắp tới Tachi nó chỉnh sửa anh em, nó sẽ thiên về rất là nhiều sát thương. Đấy là một cái tin khá vui cho anh em đấy chứ, đúng không nào? Chuẩn bị cướp chăng? Không ở chỗ cuối anh em ạ, không thể vào được. Đen thế nhở, không thể cướp được kìa. Ok, cái pha vừa rồi ấy, phải có thêm cả thằng Dirac mới để chơi được nhá. Thanh niên đang đốt đại hoảng rồi. Sử dụng chiêu cuối vào cướp, thế mà lại không thể vuốt 1-2 ra được. Chịu, thằng top mù, trời ơi. Có nên cấm chat đâu hả anh em? Cái pha đấy mà tôi lao vào dùng chiêu 1, chiêu 2 chắc oảng luôn theo mất anh em ạ. Không còn chiêu cuối nhá. Anh em ở đoạn đầu game mà dám láo với thằng Zuka và thằng Enzo ấy, chỉ lên bảng điểm số thôi. Nói chung là thể loại như kiểu Nakrod ấy, anh em không phải chấp gì cả. Nếu nói nhiều thêm một câu ấy, anh em cấm chat vào hội trảm game nhá. Đi đơn gặp nhiều lắm. Ôi dồi ôi, anh mượn ga, anh bình tĩnh thôi, gì mà căng. Ed ơi, Hayate, lên thanh kiếm hay là diệt cung đây? Các bạn có thể lên cả hai, đương nhiên không phải là một lúc cả hai nhá. Có thể lên hai cái đồ đó. Úi giời ơi, quả lướt thế mà nó né được cái quả lướt, nó xuyên qua cái quả phí tiểu TNG ạ. Anh em nhớ nhá, cầm vị tướng ID ấy, lợi thế của bạn đó là gì? Đó chính là chúng ta có thể cầm luyện kim rất là mạnh đấy. Chứ không chỉ là có ma chú nha anh em nhá, ma chú để sốc đam. Nhưng mà luyện kim mới là chân ái, bởi vì ID chỉ cần có đồ thôi. Chứ còn đam ư, đam ở chém tay đó anh em. Ôi ghê ghê, anh ăn một lần, anh định ăn bao nhiêu lần đấy hả anh Zuka? Ôi trời ơi, không đủ đam anh em ạ. Pha này dù có tốc biến lên để mà chém bù thêm hai lần thì mình cũng không đủ đam để mà chơi nó. Ấy, người anh em, mấy thanh niên này thấp máu mà dám nhảy vào mình. Bởi vì sao anh em biết không? Bởi vì nó tự tin là mình nó bị mất chiếc cuối rồi. Và ID không có chiếc cuối cũng rất là khó để xúc đam bọn nó đấy. Tức là bọn nó tỉnh đấy anh em ạ.
Mazda là vị tướng pháp sư mà trong game lại chỉ định đi đường tà thần. Vậy em Pick Limit có coi là phá game không? Chắc chắn là không rồi bạn ơi. Anh em đã chơi một vị tướng ở giai đoạn cuối ấy, thì các bạn không cần phải mạo hiểm gì cả, kể cả mất trụ cũng không sao. Bởi vì trụ trên mình đã ăn rồi đúng không ạ? Kể cả mất trụ nhá, anh em có thể từ từ farm. Chúng ta luyện kim cơ mà. Đánh các vị tướng lết là chúng ta phải có tâm thái là đánh từ từ, đánh thong thả thôi. Anh em mà vội ấy, thì không nên đánh ID. Đấy, hàng thơm đấy. Không nên sử dụng chiêu cuối bừa bãi anh em ơi, trừ khi chúng ta có thể lao lên và cái ăn mạng. Hãy cố gắng sử dụng chiêu cuối tung vào kẻ địch nha anh em nhá, để tối đa cái khả năng băng xả của bản thân và tránh bị sâu đam. Ok, TNG đã có cho mình được cho cái quả đao trường rồi. Đao trường này sẽ hạn chế được thứ nhất là hồi phục của con Zuka một chút nè, hồi phục của con Meranga nè, và quan trọng cái trang bị này ấy, TNG lên không nhằm 100% vào để vấn đề là giảm hồi phục kẻ địch đâu, mà đó chính là cái thuộc tính và cái trang bị này mang tới nó quá là nhiều thứ luôn anh em. Xuống đây để mà phù hợp thằng John, kê góc cho nó anh em ạ. Bởi vì cái thằng Toro còn ở trên đấy cơ, quên mất là anh John đã xuống đây rồi, khổ thân. Ed ơi, Laurel có nên lên xuyên giáp phép và xuyên kháng phép không? Chắc bạn này hỏi là Laurel có nên lên đồ xuyên phép và xuyên phần trăm phép không? Đúng không? Tiên Di nói gọn một câu và một cái ví dụ thế này thôi, có thể lên được nhá. Đặc biệt anh em bây giờ chơi Laurel lên phép rất là nhiều, thì một cái trang bị xuyên phép, ví dụ như là xuyên tâm lệnh đi, sẽ khiến cho anh em cực kỳ bùng nổ đấy. TNG lấy ví dụ nha. Tại sao Triệu Vân chơi sang chuẩn mà lại lên đồ xuyên giáp? Tại sao Hayate sang chuẩn rất nhiều mà vẫn có thể lên diệt thần cung? Mạnh là khác. Ấy, đó chỉ là lý do nha anh em nhá, và lý giải đầy đủ cho anh em. Đương nhiên là không phải trận nào Hayate cũng lên diệt thần cung, nhưng mà một số trận mà Hayate có thể bắn tay các kiểu tốt ấy, thì diệt thần cung thực sự là một trang bị tuyệt vời dành cho Hayate thay cho cái quả thánh kiếm. Các bạn cũng có thể thử nhá. Còn ông nào mà kêu bảo là không lên được ấy thì hoàn toàn sai lầm đấy. Đây, chém chém chém. Ui khó chịu con mờn ga quá anh em ạ. Team nó vừa con mờn ga lại vừa con Aiza, thành ra là TNG không dám hổ báo. Lại đây, lại đây, lại đây. Ui chạy nhanh thế nhở. À, nó cầm cái tốc hành anh em ạ. Cơ hội chạy, làm thịt nó. Ui rồi, đang tính là làm quả cầu băng xương, nhưng mà cái thằng Lavi ở đấy anh em ạ. Thôi thì không sao, lên bảng đêm xấu vẫn được. Chúng ta để dành cái quả cầu băng xương này cho một pha ra chăng nào đó. Đây, một mã, một em. Ui, thôi xong rồi anh em ơi. Pha này team địch hơi đông một chút, và mình bị câu kéo hơi nhiều cái kỹ năng. Nói chung là phải đánh chậm chậm lại một chút thôi. Bây giờ mới phút thứ 9 thôi anh em ạ, chưa phải là thời điểm chín muồi của mình đâu. Chưa được anh em ơi, tầm đam này là chưa được đâu. Tầm đam này là rất là khó để mà chơi lại thằng mờn ga. Ed ơi, team địch có khống chế cứng với lại tướng tàng hình như Ngộ Không xin ít thì mình lên giải hay là lên đồ xoay mắt đây? Đó là câu hỏi của rất là nhiều anh em. Thì câu trả lời TNG là tùy theo thế trận, thằng nào nó khỏe thì mình lên trước, thằng giải nó áp lực quá thì mình lên giải trước, còn thằng nào nó kiểu dạng như là tàng hình nó còn non ấy, đúng ạ, thì mình có thể lên sau cái đồ xoay mắt. Nhưng mà theo TNG nhá, gặp cái hoàn cảnh như vậy ấy, thì thứ nhất các bạn nên pick các vị tướng xạ thủ có thể tự lo được. Ví dụ như kiểu là Elsu để có thể có mắt soi, hạn chế và khắc chế vị tướng tàng hình. Và thứ hai là các bạn pick trợ thủ dạng kiểu Châu Na, để các bạn có đồ hóa giải khống chế ngay trước cuối. À sorry anh em, để các bạn có đồ soi và có khả năng hóa giải khống chế trước cuối. Như vậy nó chính xác hơn. TNG đang hoàn thiện dần cái phù hợp kiếm anh em ạ. Lúc đầu nhá, đầu game ấy, TNG chỉ lên cái đồ cấp 2 là cái chùy cổ thôi anh em ạ. Với cái chùy cổ kia đủ để chơi. Thứ nhất là tốc, TNG không nhầm là có cả tốc chạy nè, rồi là tốc đánh nè, và một tí gì đấy nhỉ, quên mất rồi. Công vật lý hay sao ấy. Theo S thì Enzo đi đường khỏe không? Đầu game cộng thêm chiêu 2 vật team địch về trụ cứ gọi là phê. Thực ra thì TNG từng cầm Enzo đi trợ thủ, từng cầm Enzo đi tà thần rồi. Nói chung là gặp mấy con đấu sĩ mà nó thiếu cơ động một tí đánh cũng vui anh em ạ. Đây cơ hội nè. Đấy, sử dụng ngay quả chiêu cuối nè. Lao lên tấn công, chém chém. Và chắc ăn rồi anh em ạ, chắc ăn rồi. Cẩn thận thằng mờn ga nhá. Nhưng mà cái pha này là mờn ga không kịp để mà tích nội tại rồi anh em ơi. Cái pha vừa rồi ấy, TNG chỉ mong là cái con Ari nó trở về cái thời kỳ hoàng kim của Ari. Anh em biết là thời kỳ gì không? Cái thời kỳ hoàng kim và mạnh của Ari đó chính là sử dụng chiêu cuối là hóa giải ngay khống chế. Thời kỳ đấy phê lắm anh em ạ. Thời kỳ đấy là không sợ bố con là nào khống chế luôn. Ví dụ thằng Veda hôn gió vào
làm quả chữ cuối hóa giải và quyết định nó ngay. Lúc đấy ID nó nâng tầm đẳng cấp anh em nhá. Ad nghĩ cho nào nên thêm búp thêm cơ chế để lùi các kiểu không? Cho nào bây giờ mới bị tướng trợ thủ rất tuyệt vời. Mặc dù là không bảo kê khỏe đâu nha anh em nhá. Anh em đừng nghĩ rằng có khả năng búp giáp từ chiêu cuối và hóa giải là cho nào khả năng bảo kê khỏe. Không, đấy chỉ là cái cơ chế hóa giải các kiểu nó thôi. Còn nếu mà tính về khoản bảo kê ấy, thì chắc chắn cho nào không thể bảo kê bằng các vị tướng kiểu là Lumbua hay là Thên được. Đây, một em. Đấy, chạy em thứ hai. Không được rồi anh em ạ. Làm được hai, làm gọi được hai bé thôi. Thôi thế cũng được. Ok, trang bị kế tiếp mà TNG đang hướng tới đó chính là một cái nanh thứ hai anh em ơi. Không phải là giáp hộ mệnh nha anh em nhá. TNG trận đấu này sẽ chơi hai nanh cho anh em. Thực ra một số anh em chưa an toàn ấy thì anh em còn có thể lên cả huân chương cho trận này cơ. Đây, chơi được này, quả chiêu cuối. Ui số ơi, chém toàn 1.500 thôi anh em ạ. Phê chưa, sát thương chuẩn toàn 1.500, 1.600 thôi. Đó chính là ID đấy các bạn ơi. Đầu game chúng mày có thể lấn lướt tao, chứ về cuối game cần hết luôn anh em. Ui ui ui, trời ơi. Ơi mày quá. Tưởng là hoảng anh em ạ. Ok, và đó chính là ID. Và muốn truyền cảm hứng cho anh em một chút, bạn thường sử dụng trang phục gì cho ID ạ? Đừng quên comment chia sẻ ngay cho TNG dưới bình luận đi nào.